Trung Quốc tố cáo Mỹ tung tin đồn, bịa đặt về Huawei. Theo CNBC, Hoa Kỳ đã đưa Huawei vào danh sách đen trong tuần trước. Theo đó, cấm các công ty Hoa Kỳ hợp tác kinh doanh với nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới này, làm leo thang một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Huawei đã nhiều lần phủ nhận nó được kiểm soát bởi chính phủ, quân đội hoặc tình báo của Trung Quốc. Ông Pompeo phát biểu hôm 23 tháng 5 rằng, ông không công nhận việc giám đốc điều hành của Huawei. Ông Zhen Zhe từng khẳng định công ty của ông không bao giờ chia sẻ thông tin của người dùng. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, ông tin rằng nhiều công ty Mỹ sẽ cắt đứt quan hệ với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc. Gần đây, một số chính trị gia Hoa Kỳ đã liên tục bịa đặt tin đồn về Huawei, nhưng chưa bao giờ đưa ra được bằng chứng rõ ràng mà các quốc gia yêu cầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang nói khi được hỏi về nhận định của ông Pompeo. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ đã tập hợp các đồng minh của mình để thuyết phục họ không sử dụng Huawei cho mạng 5G của họ, với lý do lo ngại về an ninh. Theo đó, ông Lu cho biết, chính phủ Hoa Kỳ đang gây ra sự nghi ngờ trong người dân để gây nhầm lẫn và xúi giục sự phản đối. Nội bộ nước Mỹ ngày càng có nhiều nghi ngờ về cuộc chiến thương mại mà phía Hoa Kỳ đã kích động với Trung Quốc. Sự hỗn loạn thị trường này bị dấy lên bởi cuộc chiến công nghệ và sự hợp tác công nghiệp bị ngăn chặn, ông Lu nói thêm. Các chính trị gia Hoa Kỳ tiếp tục nói những lời dối trá bịa đặt để cố gắng lừa dối người dân Mỹ, và bây giờ họ đang cố gắng kích động phe đối lập. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng cho biết trong tuần này rằng các khiếu nại của Hoa Kỳ đối với Huawei có thể được giải quyết trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đồng thời, ông gọi gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc này là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, ông Lu cho biết ông không biết về những gì ông Trump nói. Nói thật, tôi không rõ ý mà nhà lãnh đạo Hoa Kỳ hay phía Hoa Kỳ nói là gì, ông Lu nói và cho biết thêm rằng nếu các phóng viên quan tâm, thì họ nên yêu cầu Hoa Kỳ giải thích rõ. Bên cạnh đó, ông Lu nhắc lại rằng Hoa Kỳ nên ngừng sử dụng sức mạnh quốc gia của mình để đàn áp và bôi nhọ các công ty của quốc gia khác. Ngoài ra, Trung Quốc muốn giải quyết sự việc giữa hai nước thông qua đối thoại và tham vấn thân thiện. Đáng nói, ông Lu đã bắn một phát súng khác vào ông Trump khi nói rằng Trung Quốc thông cảm sâu sắc đối với nông dân Hoa Kỳ, những người đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại, và hai nước đã có nhiều năm hợp tác thân thiện, cùng có lợi trong nông nghiệp. Ông Trump cho biết vào đầu tuần này rằng chính quyền của ông đang lên kế hoạch cung cấp khoảng 15 tỷ USD viện trợ để giúp đỡ nông dân Hoa Kỳ. Nông dân Mỹ, một khu vực bầu cử quan trọng của ông Trump, là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc chiến thương mại. Đậu nành là mặt hàng xuất khẩu có giá trị nhất của Hoa Kỳ, nhưng các chuyến hàng đến Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 16 năm qua vào năm 2018. Hồng Vân tổng hợp. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.